Hiền. Tôi là Master Phương Sâm Thẩm mỹ Quốc tế. Tôi có 5 năm kinh nghiệm. Tôi được huấn luyện và đào tạo tại các hãng nổi tiếng trên thế giới như Nouveau Contour tại Hà Lan và Biotech tại Milan. Tôi yêu công việc của tôi và đó là cả sự đam mê. Tôi muốn chia sẻ với bạn những kỹ năng, kinh nghiệm và những gì tôi đã trải qua. Thứ nhất là chuyên viên là rất vui vẻ, hòa đồng và vui tính. Và em cũng chia sẻ là hiện tại là có rất nhiều là nữ học viên ở đây, em rất xinh. Khi mỗi học viên có thể bước ra ngoài để có thể là lập nghiệp riêng cho mình thì chị Hiền còn chỉ cho mọi người những kỹ năng để mọi người có thể chốt sale, kỹ năng mọi người quảng cáo, marketing như nào để cho tốt để mọi người có thể có được một cái tương lai rộng mở và tươi sáng hơn. Thì em rất là cảm ơn khi tới Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Maria và cảm ơn tới chị Hiền ạ.